Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đài Bảng. Đào là cách gọi mà cả khách lẫn các chủ quán nhậu đặt ra cho những cô gái làm nghề nhậu thuê. Khi bia ôm đã trở nên chán ngán và nguy hiểm, một số dân nhậu bây giờ hay gọi đào bia những cô gái mua vui bàn nhậu. Nhìn bên ngoài thì các cô gái này như là bạn nhậu vui vẻ bình thường, không đến nỗi lầy lội như bia ôm. Nhưng sự thật bên trong là cả một thế giới rất phức tạp. Từ say xỉn nợ nần đến trượt dài bán cả thân, bệnh tật, nghiện ngập tệ hại vân vân. Để biết thông tin chi tiết, xin mời quý vị đón xem Bí ẩn đằng sau đời đào nhậu, những cô gái mùa vui cuộc say. Điều đào nhậu 1 phút 30 giây. Alo, Như hả Cưng, làm đẹp nhanh nhanh rồi ra quán HL bên Bình Phú Nghèn, hú thêm con ngân khủng, con mì, con út nữa. Giờ này mà con ngủ hả? Nhớ ngồi vui lâu lâu với khách chứ không chơi cái kiểu lớt lát một chút rồi giọt nghè, anh dẹp số, cắt đào đó. Đó là cuộc gọi điều các cô gái rót bia đến quán HL, khu Bình Phú, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Trong một buổi trưa đầu năm 2024, Thành, tay quản lý nhân viên, ra ngoài phòng lạnh gọi nhưng vẫn cố tình để hé cửa cho mấy tay khách quen nghe sự nhiệt tình của gã với khách cũng như cái uy gã điều được em út một phút 30 giây. Từ Hải, một dân làm ăn với chợ đầu mối Bình Điền, chủ sĩ bàn nhậu hôm nay, rút ra hai tờ 200 nghìn, rúi cho Thành. Nè, bò tạm cậu em lấy vùi, lát chốt bìu, tao cho mày thêm, tùy mấy út cưng chịu chơi thiệt tình cỡ nào. Yên tâm, trời xả láng về sớm anh Tư ơi, anh là mối ruột của quán, làm sao mấy nhỏ dám ma lanh, thời buổi ế nhẹ ấy như vậy mà em trai cắt số đảo là tụi nó đi Bình Dương bán nước tương luôn đó gã quản lý nhân viên quán nhậu màu miệng trả lời nịnh khách sự thật những gã như thành rất có uy với các cô gái làm nghề rót bia cụm ly mua vui ở bàn nhậu kiểu này khách quen có kết nối điện thoại sẽ gọi luôn nhưng nhiều người vẫn thích nhờ quản lý gọi dùm bởi nếu không vì thể hiện với bạn nhậu thì việc nhờ gọi đào nhậu cũng có cái hay là họ không bị lộ số điện thoại với các cô này tránh lằng nhằng phiền phức về sau Thực tế dần nhậu thích có em út ngồi rót bia kiểu này, lạ gì chuyện thân mật quá chớn, cho số điện thoại lùng tùng, rồi bất ngờ ngày nọ đang bền vợ, thì nhận cuộc gọi, đi nhậu anh hai ơi, em nhớ anh quá à. Chưa kể, ai lỡ lậm sâu hơn thì có thể còn nhiều chuyện phức tạp khó lường từ tiền bạc đến ghen tuộc, hạnh phúc gia đình, vân vân Lát sau, như đã ao vào phòng, mang theo mùi nước hoa sực nức, cười tự nhiên như gặp khách thân quen. Lát sau mì, Ngân, Út cũng vào phòng cùng lúc. On end dạ em chào mấy anh. Dù bốn ông khách trên bàn nhậu đã ngót nghét năm mươi phải lứa cha chú. Gã quản lý lăng xăng nhanh bổ miệng. Nè, Như đi qua đây, ngồi với anh Tư Hải đi cưng. Còn mấy nhỏ qua ngồi với anh kia. Em cứ xếp tạm vậy, mấy đại ca không ưng thì cứ đổi nghen. Dạ dạ, các anh cho phép tụi em ngồi nghe. Như nói giọng mềm ngọt, như trẻ đậu đường đậu hũ nhỏ mi có vẻ út nhất nhanh nhẹn kéo thùng bia về gần ghế của mình để tiếp bia ba cô kia vừa ngồi vào bàn đã lả lướt cầm chai ken châm thêm bia cho khách rồi tự nhiên rót vào ly bia của mình mà không cần phải đợi ai nói dô dô cạn hết trăm phần trăm tình thương nghe mấy anh trai tụi em chúc năm mới mấy anh sức khỏe như hắc mã tóc đen lừng thẳng vú to hơn bụng quất một thùng không xỉn các cô ồn nã tranh nhau chúc tụng cợt nhà Vèo một phát, tám ly bia đã cạn tận đáy, mọi người ồn nã thần thiện như hội bạn nhậu từ lâu, dù bốn cô gái vừa vào phòng, đều là đảo mới, ít nhất là mới toành với bốn vị khách nhậu. Đẳng cấp mua vui Bốn cô gái ngồi tiếp bia hôm nay đều mặc váy, những bộ váy ngắn không kín đáo nhưng cũng không hở hàng, đến mức như không mặc gì kiểu mấy cô gái bìa ôm. Trong bốn cô thì ba cô là dân bạc liêu và hậu giang, chỉ có nhỏ như nói giọng bắc lớ lớ và tự giới thiệu quê em ở Hà Nội. Nhưng về sau, các ông khách biết thật ra như cũng quê hậu giang, giả được giọng bắc là do mấy năm làm massage ngoài đó. Cô ta nói dối mình ở Thái Bình để tự tăng giá vì đem đến chút hương vị lạ cho bản nhậu toàn người miền trong. Trong các cô, Ngân lớn tuổi nhất, tầm 27-28 tuổi, mấy cô còn lại đều rất trẻ, chỉ dưới 20 mà có ông khách còn chọc ghẹo Út cưng cho anh ngó cằn cước cái, không bị coi chừng ba cưng oánh đi tù, hết ngáp luôn. Là dân ruộng nghèo, các cô vẫn có làn da trắng bóp nở nàng. Lúc giọt bia hay gắp thức ăn cho khách, các cô hay cố tình cúi xuống để khoe ngực lấp ló. Các cô đào quán nhậu này hiện nay có ba đẳng cấp khác nhau. Thứ nhất, hạng bình dân mà cũng là nhiều nhất là các cô suốt ngày ôm điện thoại, chờ có khách hay quản lý gọi đi nhậu mua vui. Những cô này thường không từ chối quán nào, may mắn được gọi đến quán hạng sàng, còn đa số là các quán nhậu bình dân, và cũng không từ chối ấp bụi về hè. Bốn cô đào bia được gã quản lý thanh ở quán HL gọi hôm nay là hạng khoai lúa này. Ngồi tiếp bia nhậu nhẹt trò chuyện trên trời dưới đất, tào lao bí đào với khách vài tiếng để trông chờ được bo tờ 500.000 đồng là giá chuẩn. Hiếm hỏi có ông khách nào đó say xỉn bê lết, cao hứng móc cho hai ba tờ bạc này là mừng húm như trúng số. Còn xui xẻo, gặp khách kỳ bò, khoái nhậu bằng tay. Nhưng lúc bo chỉ móc ra hai ba trăm nghìn đồng cũng chẳng hề hiếm gì với các cô. Nói như chính những gã quản lý thì các cô đào bia loại này chỉ là hàng hẹ khoai lúa thôi. Giá định mức là tờ năm trăm nghìn đồng, còn lại thì hên xui. Gặp khách cho ít tiền, một số cô buồn thiêu nhưng chấp nhận để giữ mối với khách, nhất là với quản lý để còn có cuộc gọi điều đi quán lần sau. Nhiều cô thì kỳ kèo xin thêm anh trai, cho em thêm chút tiền đi grab, đặc biệt số ít cô say xỉn quá, xin thêm tiền không được thì cự cãi với khách. Nhưng sau đó mấy cô say mất trí này sẽ hối hận vì quản lý cắt số không gọi nữa. Thứ hai là đào bia loại khá. Các cô này thường mua vui ở các quán trung tâm quận 1, quận 3. Giá ngồi bàn rót bia, cụm lì, tiếp chuyện vui với khách thường là 1 triệu đồng, có thể lên tới 2 triệu đồng, 100 đô la. Nếu gặp khách sộp hoặc khách quen, biết giúp em gái tình thương bến thương. Ngón nghề thì cũng chẳng khác gì các cô bình dân. Nhan sắc thì còn tùy mắt nhìn. Nhưng các cô này được hạng đào bia loại khá vì mối lái phục vụ ở các quán xá cao cấp hơn. Tất nhiên, tiền bo đó các cô đào này đâu được hưởng hết mà phải biết điều chia lại hai ba trăm nghìn cho các anh gùa quản lý đã gọi mình phục vụ khách. Cuối cùng là loại đào bia cao cấp với tiền bo ngồi bàn tối thiểu là 100 đô la Mỹ, thậm chí cả chục triệu đồng hoặc vài nghìn đô la Mỹ. Ngoài sắc đẹp, các cô đào này còn có nhiều thứ đặc biệt khác như có khách mối đại gia, có đường dây điều đào riêng mà không thông qua quản lý tại quán để dễ làm bể chuyện. Nhìn mấy ẻm son phấn lượt là ngồi ăn nhậu cười cợt một lát, lại có tiền nhét túi vậy chứ không ngon lành gì đâu anh Quật ơi. Chục cô, thì xa bẫy nợ nần cắt cổ của dân xã hội đen đến 11 cô. Tuấn Tài, một quản lý quán nhậu có thâm niên từng trải qua mấy quán ở khu Trung Sơn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nói với chúng tôi. Rồi Tài tiếp lời, số ít em, tạm gọi là tử tế, không đáp khách sạn, không chơi thuốc bay lắc này nọ, thì cũng bành trành bao tử, gàn thận, vì ngày ngày phải cụm lì tới bến với khách mới có tiền bò. Vay lãi cắt cổ để lấy lever đào. Khi nghe hỏi tại sao lại nói chục cô mà vay nợ đến hết 11 cô, Tuấn Tài cười như tiếng lì bia rớt bể dưới sàn gạch lạnh lẽo. Thì anh Quột cứ thử nghĩ đi, chục em đào bia bọt tha phường thế này thì ít nhất cũng phải có một hai em dính bầu với bồ bịch ngoài ý muốn với khách. Chục em là 11 người đó, em trai tính như vậy còn ít, nhưng làm gì mà phải nợ ác dữ vậy? Mấy em suốt ngày lê lết quán nhậu, ngồi men ê hề, ăn uống ngoài có bao nhiêu đâu, còn ở thì cũng toàn nhà trọ trả tiền tháng. Nghe tôi hỏi, Tuấn Tài lại cười. Mấy em xài tiền hao lắm anh Cuột ơi, coi vậy chứ đảo bia bọt này, phải chi nhiều cho hình thức dữ lắm, không có không được đâu. Mà thời buổi giờ quán xá cũng ế ẩm, mấy em đâu có được đậu bản mấy đâu. Nhiều đứa hút mì gói đến xỉ mụn, dài cổ ngó điện thoại chờ tụi em gọi. Thực tế chỉ dân trong cuộc mới hiểu rõ sự thật, bên trong vẻ ngoài lượt là sang trọng của các cô gái mù vùi bạt nhậu này. Chục cô xa chân vào cái việc chẳng ra làm sao này thì đủ chụp cô có gia cảnh đặc biệt. Nhưng muốn đậu bạt, muốn được ngồi với khách thì phải sửa soạn hình thức từ váy áo nữ tràng, son phấn nước hoa rồi iPhone đời mới, xe tay gà bèo lắm thì cũng phải là chiếc Honda Vision, sang hơn thì SH1 vân vân. Tất cả những thứ này lấy tiền ở đâu ra? nếu không phải vay nợ nóng rồi còng lưng ra trả nợ từng ngày. Nói chuyện này, gã quản lý tuấn tài lạnh ngắt như lưỡi dao chặt thịt bếp dưới quán. Nhiều em nửa đêm chưa chui ra khỏi quán đã có mấy thằng giang hồ đứng chờ thu nợ ngay bên dưới cửa rồi. Lãi 24% một tháng là con tình thương mến thường có kiểu trả góp ngày, tính ra chịu lãi đến 60-70% một tháng. Suốt buổi ngồi ghế chài mồng, tu bia nứt bụng, phải cười cợt với khách sái cả quay hàm. Nhưng được đồng bo nào, tụi nó chấn sạch ngay tại cửa quán. Thậm chí mấy nhỏ còn bị lấy hết tiền rồi mà vẫn còn nợ thêm, tụi nó mới thảm sầu mưa rơi. Theo gã quản lý 47 tuổi đời, có gần 30 năm làm quán bia, từ thời bia ôm còn rầm rộ, các đáo rót bia ở các quán nhậu bình dân còn đỡ. Riêng những cổ, phục vụ ở các quán trung tâm, cần phải sang chảnh bề ngoài. Ít nhất, họ cũng phải có năm bảy cái váy lượt là, để tôn thêm nhàn sắc ra thịt dưới ánh đèn quán. Và tất nhiên năm bảy cái váy thì phải có năm bảy đôi giày và túi sách cùng kiểu màu mè, rồi một hai cái nhẫn, vài sợi dây chuyền, đồng hồ, bộ son phấn vân vân. Anh của thử tính nhẩm xem coi ba cái phụ tùng này của các em đã ngốn bao nhiêu rồi. Dù có mua hàng giỏm, hàng nhái gù xì vù tông gì đó bên hồng chợ lớn thì cũng không dưới trăm củ, trăm triệu đồng rồi. Tiền đâu ra? Khách thì bo lẻ mẻ, ngày có ngày không, thời quán xá ế sệ như này, tụi nó toàn đi vay nóng cứa cổ còn ngọt hơn lưỡi làm. Tuấn Tài bồ bồ kể, dân trong giới có một dấu hiệu nữa để biết các đảo rót bia này là trái táo cầm tay. Mười đào xài đủ chục cái iPhone thì không chắc, nhưng bảo đảm không dưới 89 chín đảo. Cái iPhone đời mới, dòng rồ, tức Pro Max, màu vàng, màu trắng, như là dấu hiệu chuẩn không cần trình, để nhận ra các nàng mua vui ở quán bia cái điện thoại đắt tiền như là level, đẳng cấp các cô, cố gắng phải có để tị nạnh, so kè hơn thua với nhau, dù là chỉ sai để lướt tiktok và chờ các cuộc gọi đi mua vui cho dần nhậu. Đập đi, xây lại. Lê Thị Ngọc Lan, nickname Mỹ Trì, một cô gái 24 tuổi, nhưng có gần 7 năm vật vờ các quán xá khu Nam Sài Gòn. Chẳng ngại kể thiệt khi đang ngồi cạn ly cùng tôi và Tuấn Tài. Mặc dù là khách mới nhưng có gã quản lý ngồi đây cũng coi như là bảo chứng sự tin cậy cho tôi. Cạn một hơi, hết cạn ly bia vừa rót chọn ly bia. Cô ta vui vẻ nói Toàn là vay nóng để mua không đấy anh trai ơi. Anh cầm trái táo 30-40 củ, tức 30-40 triệu đồng. Chứ tụi em mà có được nó thì phải mất hết 60-70 củ. Đó là thời hên, may mắn đậu bàn. Tức là được kêu gọi phục vụ khách đều đều để có tiền trả nợ đúng hạn cho mấy anh trai xã hội. Chứ xui xẻo lốc bàn dài dài, không có tiền kịp trả nợ thì lãi bà cố ông sơ chồng đầu, lãi cha lãi mẹ đập lên lãi con lãi cháu, vay 30 củ mua trái táo thì trả nợ đến 100 củ cũng chưa dứt. Mấy anh trai xã hội trở mặt giang hồ ham đảo ham hốt luôn cái mà tổ. Sao tụi em không mua trả góp ở các trung tâm điện máy, lãi đâu có nặng dữ như vậy. Trời đất! Anh trai lơ ngơ thiệt thay cơ sừng làm nghe đó. Tụi em làm ngành này thì trăm đứa 99 đứa là gái quê nghèo lên. Ở chỗ này chui chỗ này, mai giúp chỗ kia. Nhiều đứa có cái căn cước công dân cũng phải cầm lấy 500.000 bạc. Thì ai cho mua trả góp? Cạn tới trải con cọp thứ 8 với tụi tôi. Cô gái mua vui bàn nhậu này vẫn tỉnh bờ bờ. Chứng tỏ sự sành điệu lẫn sự từng trải đời trốn bìa bọt. Ngọc Lan quê ở thốt nốt đã có một đứa con gái đền bà, gửi cho ông bà ngoại nuôi để đi kiếm tiền. Khi hỏi về ba đứa bé thế nào, thì cô ta trả lời lạnh lùng. Kệ nó đi, đừng nhắc nó nữa, thằng đó mà là chồng tốt, thì em đâu phải ngồi đây. Trở lại với sự sởi lời vui vẻ để hấp dẫn khách, cô đào bia này tâm sự thật ra. Ba cái đồ son phấn, quần áo xe cộ hay điện thoại này nọ làm các cô đầm nợ, nhưng vẫn không nặng nề bằng cái khoản đập đi xây lại. Nó mới chính là nỗi ám ảnh suốt ngày suốt đêm, nợ nần khủng kiếp, thậm chí khiến các cô phải trượt dài vào con đường kiếm thêm tiền hiệp 2, hiệp 3 ở khách sạn với khách. Thấy tôi có vẻ còn là con ai vàng, với câu đập đi xây lại, Tuấn Tài lại cười như tiếng thủy tinh bể. Mấy ẻm nói lóng mồng má tút ta lại nhàn sắc đó anh cuột Đứa nào bước vô nghề ngồi bàn này cũng muốn sửa lại cái ba má xình trò, bèo nhào. Ít nhất thì cũng phải dáng đi độ lại cái lỗ mũi cho cao rảnh lên, giống gái Tây và tắm trắng già. Đỡ đỡ thì làm thêm gói răng màu trắng như công chúa, độn cho cái ngực cho đẩy lên. Nếu bị phận còn tép, rồi cắt mí mắt, có cô còn chơi chọn gói thêm vụ gọt cằm, bơm mông, hút mỡ bụng cho giống baby công chúa. Nghe tôi hỏi tiền đâu mà cô chi cho thẩm mỹ viện nổi cỡ này, Tuấn Tài và Ngọc Lan cười. Tiền thì ba cho chứ đâu ra nữa trời. Rồi Ngọc Lan vừa cụm lì, vừa phì cười và giảng bài cho tôi. Thì tụi em coi các anh là papa đó. Em nào xấu hồi hồi thì dáng ăn mì gói sôi bắp, dành tiền bo 500 một triệu để đi tắm trắng già, nâng cái mũi. Em nào ngọt nước, có papa muối bò sộp thì đập đi xây lại cái ngực. Còn ai có papa ruột bao luôn thì thêm bộ răng sứ mão, cắt mắt, bơm mông, xăm đen chỗ này, làm hồng chỗ kia, vân vân. Tuấn Tài có vẻ trả đời, dành ba điều bốn chuyện với các đào, được ba pa bao là nhất thời, còn nợ là vĩnh viễn. Dính vô ba cái vụ làm đẹp, đập đi xây lại này, cọc bạc trăm triệu chỉ như trà đá, cỡ tiền tỷ còn không ra gì. Mà đào ngồi hầu bia thời ế nhẹ vắng khách này, kiếm đâu ra được cục tiền lớn đó. Chỉ có đi khách sạn, bước chân thẳng vào con đường bán cái kia. Một con đường ngắn ngủi, báo trước đoạn kết đèn tối không nên xa chân trên đây là bí ẩn đằng sau đời đào nhậu cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay hãy subscribe like và share điều mộ ov đại bảng xin chào và hẹn gặp lại